chuyện khó tin nhưng có thật, chị gái đi ô tô hí hửng lụm sạch chậu sen đá của người dân. Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị nhỏ, hay còn gọi là trộm cắp vặt. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản cá nhân, nhằm góp phần hạn chế mức thấp nhất các vụ phạm tội. Chạy ô tô không biết là của chị này hay là xe mượn nhưng vẻ ngoài sang trọng, nhưng lại có hành động cực kỳ kém sang. Mới đây, nhiều người ở Gia Lai tỏ ra ngạc nhiên với clip một chị gái đi ô tô trộm sen đá. Diễn biến xảy ra tại một nhà vườn thuộc quốc lộ 14 đoạn Phú Mỹ, Chư Prong, Gia Lai. Theo camera an ninh vào khuya 22 tháng 12 và phản ánh của chị M, tên viết tắt, chủ nhà cho biết, lúc này xuất hiện một chiếc ô tô đi tới trước nhà vườn. Ngay sau đó, một người phụ nữ mở cửa đi xuống, mang theo cái giỏ chạy thẳng vào trong, ngang nhiên lấy cây sen đá bỏ vào rồi đem bỏ lên xe. Ghi nhận có đến 3 lần người này chạy vào lấy trộm rồi đem ra xe tẩu thoát. Hiện chủ nhà đang tìm tung tích của người phụ nữ này. Không biết chị là người đam mê sen đá hay có ý định đem về làm gì mà lại hành động khó hiểu như vậy. Qua vụ việc trên, lực lượng công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, phải có biện pháp trông giữ, quản lý chặt chẽ tài sản cá nhân, khóa cửa cẩn thận bằng những loại khóa chất lượng. Khi phát hiện bị mất trộm, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng. Còn bạn, bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.